chào các bạn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật do giáo sư Robert Cialdini đã kể trong quyển sách nổi tiếng thế giới của ông ta là cuốn sách Tâm lý học thuyết phục. Rất may là quyển sách này cũng đã được dịch ra tiếng Việt và các bạn sẽ tìm được ở nhà sách để đọc thêm. Tôi xin tóm tắt cái câu chuyện lại như sau. Thì một hôm đó, sau khi kết thúc cái buổi giảng của mình, thì giáo sư Robert Cialdini đó mới rời khỏi giảng đường. Thì khi ông ta vừa đi ra khỏi giảng đường đó, thì tôi gặp một cậu bé mặc rất là xinh xắn và cầm sẵn trên tay một số các cái vé để xem xiếc gì đó. Và cậu bé này mới nói rằng là: thưa chú mua giùm cho cháu vé xem xiếc. Cái giáo sư Cialdini mới nói: xem xiếc à? Thì đứa bé nói: vâng, chiều nay trong thành phố có một cái đoàn xiếc rất là nổi tiếng, và đến đây trình diễn, có rất nhiều cái trò vui, tạp kỹ, đồ đu dây múa và rất là hay. Chú sẽ đưa cô đến để xem cái chương trình này. Thì giáo sư mới nói: cháu bán bao nhiêu một vé? Thì đứa bé mới trả lời rằng là: một vé là 100 đô, chú nên mua hai vé dẫn cô đi thì tất cả là 200 đô. Thì ông này ông hơi suy nghĩ một chút, ông nói là: thật ra chú không thích xem xiếc lắm, với lại giá vé cũng tương đối là cũng hơi cao. Thôi cảm ơn cháu, thôi cháu cứ đi bán đi, chú không có mua đâu. Thì đứa bé sụ mặt xuống có vẻ hơi buồn một chút. Và đứa bé nó suy nghĩ khoảng một vài giây, nói: thôi được rồi, nếu mà chú không mua vé xem xiếc cho cháu á, thì thôi chú mua kẹo giùm cho cháu đi. Thì ông giáo sư này mới nói: cháu cũng bán kẹo nữa à? Nó: dạ, kẹo sô-cô-la, $1 một cây. Thì giáo sư Cialdini nói: thôi được rồi, chú mua cho cháu 2 cây. Ông ta móc $2 đưa cho đứa bé. Đứa bé đưa kẹo cho ông giáo sư. Thì khi một cái thao tác này diễn ra xong á, thì giáo sư quay lưng đi. Thì ông ta mới đột nhiên đặt ra cho mình một câu hỏi rằng là: tại sao ông ta lại mua kẹo sô-cô-la? Ông ta đang ăn kiêng, ông ta không muốn bị béo phì, ông ta đang ăn kiêng, tại sao ông ta mua một cái món ăn mà ông ta không hề thích như thế này? Ông ta vô cùng bất ngờ. Bởi vì các bạn nên nhớ, giáo sư Cherry là người chuyên dạy về tâm lý học thuyết phục. Vậy mà ông ta vừa bị một đứa bé rất là bình thường thuyết phục ông ta mua một cái món hàng mà ông ta không hề thích. Ông ta đang ăn kiêng, ông ta không thích ăn kẹo sô-cô-la, mà ông ta đã bỏ tiền ra để mua hai thanh kẹo sô-cô-la. Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta lập tức quay trở về phòng và thí nghiệm của mình và bàn với các đồng sự của mình, các cái partners, những người khác đang hợp tác với các chương trình nghiên cứu đó, để tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao như vậy, tại sao ông ta lại bị thuyết phục một cách dễ dàng như vậy. Và ông ta đã tìm ra được cái lý do chính ở đây. Có nghĩa là khi đứa bé nó chuyển từ cái việc mà không bán cái vé xem xiếc á, chuyển sang bán kẹo sô-cô-la cho ông giáo sư này, thì nó đã thực hiện một hành vi mà chúng ta trong xã hội gọi là hành vi nhượng bộ. Một hành vi nhượng bộ đối phương. Và một cái điều rất là đặc biệt xảy ra ở đây là khi một người khác có thái độ nhượng bộ với bạn hay làm cho bạn một điều gì đấy, bạn có xu hướng biết ơn họ và bạn muốn thực hiện một hành vi tương tự như vậy đối với họ. Khi đứa bé nói: thôi cháu không có ép chú mà mua vé xem xiếc, cháu mời chú là mua kẹo sô-cô-la, thì trong trường hợp đó đứa bé nó thực hiện hành vi nhượng bộ. Và cái vị giáo sư đó cảm thấy rằng là đứa bé đang nhượng bộ mình, thì mình cũng nên nhượng bộ lại nó một chút. Nguyên tắc này là nguyên tắc gọi là có đi có lại, hoặc nguyên tắc gọi là hỗ tương với nhau. Khi các bạn lịch sự với một người khác, thì tự nhiên cái người đó có cảm giác muốn lịch sự với mình. Bạn đi hỏi thăm đường, bạn đi vào nhà hàng, bạn tiếp xúc với nhân viên phục vụ, hay là bạn thực hiện một yêu cầu nào đó, thì một nụ cười tươi hay là một nhã nhặn: xin lỗi cô, xin phép cô, cô có thể hướng dẫn cho tôi, hoặc cô có thể chỉ cho tôi con đường này là con đường nào, hay đây là con đường D5 hay không, hay là D3 vân vân. Thì những cái thái độ lịch sự của các bạn đối với người khác như vậy, nó tạo một cái nền tảng để cho họ có một cái thái độ tương tự đối với mình. Các bạn thấy đó, phần lớn á, những cái cuộc mà xô xát diễn ra trên đường phố, bạo lực trên đường phố hiện nay, tôi thấy đó, thậm chí trong một số trường hợp còn đưa tới tử vong, chỉ vì hai người va quẹt xe cộ với nhau một cách một
một cái chuyện rất là nhỏ nhưng hậu quả để lại rất là thảm khốc, chỉ vì là con người ta có cảm nhận rằng cái người kia là mình mất thể diện và chúng ta không được tôn vinh lên trong cái tương tác đối với họ. Ví dụ khi vừa bước xuống xe, nếu chúng ta lịch sự và nói rằng là tôi xin lỗi, lỗi tại tôi, anh có sao không, anh có như thế nào không, có bị thương hay là bị gì không, vân vân, thì khi cái người đó họ đang cũng đang bực bội vì xảy ra cái tai nạn đó, nhưng họ thấy mình lịch sự trước và nói năng rất là bình tĩnh và điềm đạm và có vẻ hối lỗi về cái hành động của mình, mặc dù thật sự đó mà nói trên đường phố hiện nay cũng rất khó nói là ai là người lỗi, là người phải, nhưng chính vì vậy chúng ta cần phải có sự kiềm chế và bình tĩnh. Nhưng cái điều liên quan tới tâm lý học ở đây là khi người ta thấy người khác lịch sự thì mình có cái xu hướng cũng bắt chước theo, và mình có xu hướng là mình cũng muốn làm như vậy, mình không muốn thua kém người khác. Người ta lịch sự như vậy, người ta văn minh như vậy, chắc là mình là con người thô bạo hoặc là dùng những lời lẽ nó lại không đứng đắn hay sao. Thế nên dù rất là bực mình cũng thì thật ra thì tôi cũng bị trầy sơ sơ thôi, nhưng mà anh thì không biết tại sao anh lại nói không, tôi biết lỗi tại tôi mà tôi đã không có quan sát kỹ trong lúc mà điều khiển xe. Điều đó giúp cho hai bên tương tác dễ dàng hơn, bởi vì tôi đã nhượng bộ anh, tôi đồng ý là tôi có lỗi. Thì trong mọi trường hợp chúng tôi thấy rằng không phải tất cả trường hợp nào cũng đúng, nhưng theo sự khảo sát của giáo sư Giardini thì giáo sư nhận thấy rằng là khi một người nhận lỗi trước, một người có thái độ là nhượng bộ trước, thì thông thường là họ tạo được cái tình cảm đối với đối phương, và đối tác cảm thấy rằng là con người này như vậy mình cũng nên là có thái độ là lịch sự văn minh đối với họ, bởi vì họ đã lịch sự văn minh đối với mình trước rồi. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời.
sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Dina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Dina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Dina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Dina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.